Tôi muốn làm game game gì ta? Game Galacta ha, lâu không chơi Galacta. Trời ơi, tôi lắp tôi để con Galacta ổng bích con Kama ác chiến quá vậy. Anh chơi Galacta, anh để Galacta rồi mà ông sắp định chơi Kama nên phải đổi tướng em ơi. Trời ơi, cảm ơn anh trai. Của em nhiêu anh? Của em 30. Trời rẻ thế anh, cảm ơn anh nha. Ok, cảm ơn anh. Trời ơi, còn gì bằng nữa anh đi. Chắc chơi tới sáng nhờ. Chắc phải chơi tới sáng nhờ. Anh gọi là anh chủ quán nét tâm lý nha. Tôi ưng á. Tôi ưng lắm nha. Đớp miếng, đớp miếng, đớp miếng. Ngon điên. Đi chơi nét mà. Được không. Nhưng mà mình tinh thần thượng võ, mình vô game là mình phải tập trung đánh, ăn uống để sau. Hai em, ủa này gái hả, ác vậy. I'm now SE rồi anh bị tức. Nãy giờ livestream cho anh em 3 tiếng nó hết 90.000 rồi, tao 13 chục nữa 120. Hay da, cảm ơn dây đào nhá. Cứ ngày nào có tốn 120 thì tháng hết nhiều tiền của tôi nữa. Hay 3,6 triệu. Tàu vô không có, tàu ra không. Cảm ơn Haley nha. Haley cứ vậy, Haley cứ chậm anh thôi. Đấy, cái máy có quay này. Mấy cái quay đó mà đi là tội AD nha. Mấy quay đó phải tẩy vô trụ đã rồi đi chứ. Quay trụ vô trụ đã đi rồi. Khuya hơi mệt, anh em mà tập trung đánh xíu nha. Đơ tương tác ít xíu nha anh em. Khuya anh em chắc lười giỡn giỡn này nọ đúng không? Tập trung xem đi. Okay, cảm ơn anh. Được ha, nấu mì cho ăn rồi bây giờ được bơm nước cho uống nữa. Làm hốp mentor nữa. Tao nói đã. Niềm vui mỗi ngày trên net thôi. Trên net livestream cho anh em coi niềm vui mỗi ngày à. Ủa net này có pizza hả? Ủa anh em thấy hả? Mà em có hay trên net này không? Có pizza hả? Để xíu đưa xuống tôi coi lại. Mì ngon điên. Ngon điên. Có cái gì mà so sánh được với mì ở tiệm net hả anh em? Mì tiệm net nó ngon điên. Chỉ có cơm nhà mẹ nấu thôi. Không có cơm mẹ nấu thì vậy. Ăn mì ở tiệm net là ngon nhất rồi. Hết đói bụng rồi đánh nó phải khác ngay. Anh em nào muốn chơi qua chơi đêm với tôi không? Tôi chơi đây chắc tới sáng tôi về. Tại chơi ban ngày 30.000 tiếng, chơi đêm nó rẻ hơn xíu. Chơi đêm giảm giá. Ví dụ mấy ông chơi 7 tiếng thì 270 đúng không? Anh em chơi đêm thì 200.000 thôi. Nó bên hết, giảm giá cho anh em. Hãy
Đưa cái địa chỉ qua tới liền nè, V. Mong em bảo nha, thầy con, em qua thầy con, không có mỏm nha, anh cần tìm người chơi em cùng. À, quên có tương hót nữa mà ta, vãi nồi. Ôi ôi, tìm nét nền xịn dữ vậy. Anh em thấy anh em có đi ăn mì hay làm gì mà tìm nét mà xài nước tương này không? Nước tương Kinsu vãi nồi. Đó, tìm nét xịn vậy. Thường đi tìm nét nó toàn cho ăn chai gì đỏ đỏ mà bự bự á, kì ghẻ á, chocolate gì đó. Đúng không? Vãi nồi nước mắm Kinsu, nước tương Kinsu chứ. Giàu điên. Chai này làm kiểu nét này làm gì đam mê hay sao? Mắt cái gì? Chai này mắt điên. Nên làm gì đam mê đâu có sợ lỗ đâu. Không phải Petrolimet, Petrolimet là gì? Xăng dầu rồi. Anh em nhớ like, subscribe kênh cho Đơ nha. Tôi cảm ơn anh em rất là nhiều. Ây dạ. Donate cho Đơ, tôi cảm ơn 2 lần. Slayer ơi về đi, xe cần em. Cảm ơn bạn đứng chung nha. Cảm ơn anh, phải 3 đâu đúng không? Phải 3 không vậy? Không phải 3. Ông nào đặt tên giả mạo nữa. Về đi em, về trong nơi hao cây. Từ bao giờ mà người không muốn đi mà lại là thành là người về đi em vậy? Từ bao giờ vậy? Kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác. Nét này chắc PR cho Monster, Logitech, NRG đồ phải không đe? Cảm ơn bạn, em bảo nha. À, anh đâu biết đâu. Thì mấy nét lớn thì cũng hay phải và hợp tác với lại mấy cái hãng lớn chứ. Thì nét nó mới phát triển được. Nó bình thường mà. Gọi là win-win thôi. Hợp tác thành công mà. Team lớn, team chất lượng phải khác. Ôi lộn. Nét lớn, nét chất lượng phải khác chứ. Nét cỏ thì sao có ta chờ được. Ờ sao mà có mấy hãng đi được. Ờ nãy tôi tức ghê, tôi đọc trên Facebook có những ông kêu tôi vì lương mà vì lương vì SE không trả lương cho tôi mà tôi out. Vãi nồi. Mấy ông bị gì. Không biết mấy ông nói giỡn, mấy ông nói thiệt. Thầy nói là cái chuyện mà tôi ghét SE là không phải do tôi. Mà anh em cứ không biết điều hướng dư luận gì. Đính chính là một lần nữa nha, tôi ghét SE không phải là do ngay từ ban đầu không phải do tôi nha. Tại vì tôi còn hợp đồng nha. Tôi muốn đi thì cũng không đi được đâu. Nếu mà tôi muốn đi chứ chắc gì tôi đã đi được. Nói chi mà tôi là mình là mấy. Rồi anh em nghĩ cái chuyện mà mình muốn ao là dễ lắm hay sao? Ví dụ như tôi là một thằng team trẻ đi. Ví dụ tôi mà thằng mới đánh chuyên nghiệp đi. Ờ tôi vô team này. Cái team này thấy tôi đánh cũng bình thường. Để tôi không có gì nó bật á. Thì tôi xin ao cho tôi ao liền à. Chứ thử mấy ông đánh được hay là có cái gì đó đi. Mấy ông xin ao chắc người ta cho mấy ông đi miễn phí á. Chắc cho đi miễn phí á. Anh Gen là anh Gen được đi miễn phí. Gen là anh Gen được đi miễn phí. Còn tôi là tôi đâu được đi miễn phí đâu. Tại tôi còn hợp đồng tôi đâu được đi miễn phí đâu. Suy nghĩ theo cái hướng gì đó tiêu cực dữ. Không phải suy nghĩ theo hướng tiêu cực mà là điều hướng vô lực. Người gì sao Dũng ơi, dùng cách này dùng phải chết á. Dùng cách này Dũng xứng đáng bị đá bắn á. À Dũng làm vài combo ác. Lỡ kỳ chỉ như này không ai mua đời đỡ tính sao? Thì mệt cho đời với bên đó luôn. Thì chắc sẽ có cái gì đó nó căng thẳng lắm. Cái gì thì chưa biết nhưng mà giờ mọi thứ nó ok hết rồi. Thì mình thăm bạn tới. Anh em nhấn like, subscribe kênh cho đời nha. Cảm ơn em nhiều.